Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước làm một bức ảnh như thế này. Đây là sản phẩm trước đây mình đã từng làm. Đầu tiên các bạn mở bức ảnh này ra. Sau đó các bạn crop lại bức ảnh cho nó đẹp hơn. Nhân vật là chính. Các bạn sử dụng bút pen để cắt nhân vật ra thành một layer mới. Những chi tiết rườm rà như này các bạn có thể bỏ qua. Mình đã cắt xong được nhân vật, Ctrl Enter. Các bạn nhớ bấm Shift F6 để làm nhà vùng chọn xung quanh bên ngoài trước khi Ctrl Z cho nó đỡ bị ganh. Ctrl Z. Thế là mình đã tách được nhân vật ra thành một layer khác. Các bạn Ctrl Z để giữ lại được cái bức ảnh gốc. Đổ màu nền cho bức ảnh này là màu trắng. Nhìn cho rõ được là mình đã tách được nhân vật ra. Bước tiếp theo là các bạn chọn cái ảnh, phong cảnh mà bạn cảm thấy nó phù hợp với cái bức ảnh của mình. Sau đó kéo vào. Cho to ra, giữ Shift An để cho đồng dạng. Kéo xuống đây. Nó full nhân vật luôn. Ok. Để chế độ Screen. Đó. Mình sẽ để cho cái cụm cây này nó sẽ ăn vào cái tay như này này. Được, cho nó có ý. Ảnh khi bị kéo vào thì mình dùng Photoshop CC nên là nó thường để chuyển thành ảnh kéo vào chuyển thành dạng là Smart Object. Các bạn phải bấm Wrap Around Layer thì mình mới chỉnh sửa được trên cái bức ảnh đó. Cái vùng trắng này của ảnh này nó đang bị ăn vào mặt, thế là che mất mặt. Mình sẽ tạo mặt nạ. Chọn bút B. Đầu nhòe. Opacity mờ đi. Mình sẽ tẩy cái vùng sáng này trên dựa trên mất lớp mặt nạ này, để cho nó không bị ảnh hưởng đến cái ảnh gốc. Đấy. Tạo mặt nạ thì nếu mà để màu đen nằm phía trên thì các bạn sẽ tẩy được cái ảnh. Còn nếu mà bấm X cho màu trắng ở phía trên thì các bạn sẽ lấy lại được cái đã tẩy. Bây giờ mình bấm X ngược lại thì các bạn sẽ tẩy được cái cần tẩy mà không bị ảnh hưởng đến ảnh gốc. Bước tiếp theo mình Ctrl Z cái ảnh này lên. Đấy. Kéo cho nó dịch ra đây. Thế mình sẽ lấy thêm một ít cây ở đây. Lại dùng mặt nạ này nhưng mà mình lại chỉnh theo kiểu khác. Bấm phím G. Chọn G từ theo chiều ngang này, kéo để lấy thêm cái cây đằng sau, di chuyển cho thấy phù hợp. Bước tiếp theo là dưới cái layer người này, mình đang thấy cái khu vực ở phần đầu này và phần mũ. Phần dưới thân này nó hơi bị ganh và cắt quá. Mình muốn cho có cái giọt nước hay giọt mực vỡ tung ra. Thì mình sẽ làm cái brush. Mình đã có sẵn brush của cây rồi. Mình sẽ chọn cây. Tạo một layer mới. Cho nó to lên. Chọn màu cùng với màu mũ này. Opacity 100%.
cho cây nó ăn ra ngoài nữa. Bây giờ mình muốn cho giọt mực nó ở đây thì mình đã lên Google và đào được một bức ảnh giọt mực về rồi. Thả vào. Giọt mực này có màu, mình để phải cho chuyển nó về đen trắng. Rotary layer đã, bởi vì nó đang là Smart Object. Ctrl Shift U, chuyển nó về đen trắng. Ctrl L, cho nó đậm lên. Rồi bạn muốn chọn lấy cái giọt mực nào thì bạn tạo cái giọt mực đó thành grass. Rồi bạn chấm. Chọn giọt mực này nhé. Ctrl Z, tắt cái mắt này đi. Mình đã chọn được cái giọt mực này. Dùng công cụ pháo hoa Magic One Tool, các bạn chọn màu đen này, chọn vùng màu đen. Rồi nó chưa chọn được các cái màu đen nhỏ nhỏ xung quanh thì bạn chuột phải bấm Similar thì nó sẽ chọn tất cả những cái vùng nào có màu đen cùng với màu này. Rồi bạn bấm vào Edit, Define Brush Preset để tạo ra một cái brush gọi là giọt mực. Ok, trở về phím V, Ctrl T, tắt cái mắt nó đi. Mình thử bấm B. Rồi mình đã tạo được brush giọt mực rồi. Mình sẽ tạo một layer nó nằm ở dưới nhân vật của mình. Đây. Chọn một màu cuối màu tóc. Bấm B. Đấy. Mình bấm này nó sẽ, mình sẽ tạo thêm một vài giọt mực khác nữa, lấy thêm giọt mực này. Ctrl Z, cái này vừa tạo brush rồi thì mình sẽ xóa nó đi, lại tắt mắt đi. Mình đã vừa cắt ra được riêng một cái giọt mực này rồi, mình lại tiếp tục tạo brush với cái giọt mực này. Similar. Edit. Define brush preset. Giọt mực 2. Ok. Mình nghĩ là chỉ cần 2 giọt mực thôi. Xóa đi. Mình đã tạo được rồi. Cái layer này mình vừa tạo giọt mực bởi vì mình muốn cho nó bị vỡ tung ra chứ nó không còn bị ganh nữa. Bấm B. Mình đã tạo được giọt mực thứ hai ở đây. Mình sẽ tiếp tục tô vào đây. Cả cái vùng ở dưới này nữa. Hơi bị ganh. Bấm B. Cho nó xoay, xoay chiều. Đổi màu, chọn màu cùng với màu áo. Màu đậm hơn, vẫn là màu của áo, để mình kéo màu nó sẽ không bị lệch tông. Xoay đi. Lại chọn cái brush bên cạnh, brush lúc đầu mình làm, cũng xoay đi. Cho to ra. Màu tóc. Ok. Tiếp đó các bạn sẽ đặt một chữ ở đây. Tại vì chỗ này hơi trống. T. Đấy nhá. Black girl. Thank you.
mình sẽ dùng phông Felix. Chọn màu cho chữ. Mình sẽ chọn copy màu xanh của áo. Xanh đen của áo. Thêm một dòng nhỏ nữa ở dưới là graphic designer. Ở dưới này mình để phông UTM Avo. Căn giữa tạo một layer mới. Vẽ một cái đường trái tim nha. To lên. Xoay lên một chút. Vẫn là cái màu này. Mình thêm một chữ Believe vào. Mình có Brad Believe. Believe. Xoay lên một chút. Cho nhỏ bớt. Ta-da! Vậy là mình đã làm xong một bức ảnh chuyển thành hiệu ứng ảnh chồng ảnh Double Exposure Effect. Các bạn nếu thấy những video này hay thì like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem một số bức ảnh khác mình cũng làm hiệu ứng Double Exposure. Các bạn tham khảo.